Hello cả nhà, chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh YouTube của Trang Đô UK Cuộc Sống Anh Quốc. Để hôm nay hai trời nắng đẹp, hai vợ chồng mình đem ít tôm càng xanh ra ngoài để nướng, và chủ yếu là nướng dưa hấu, nướng trong trái dưa hấu. Nhưng mà kết quả thật là không lường được, lý do là nó không chín, tại vì tôm này to quá, trái dưa thì nó nướng lâu mà nó không chín. Thì thôi, đây cũng là một trải nghiệm. Chúc cả nhà xem video vui vẻ nha. Giờ mời cả nhà cùng ra biển nướng thịt với nhà mình, nướng tôm, ăn tôm với nhà mình. Cả nhà ơi, hôm nay thời tiết cũng ấm, không nắng lắm nhưng mà cũng êm gió. Mình ra đây mình nướng tôm, nướng dưa hấu cho cả nhà. Bây giờ đang nhóm lửa nè. Có mấy con tôm càng xanh ở đây, là mua tôm tươi thì bữa nay không có, thì cái này đông đá không biết ăn có ngon hay không nữa. Tôm càng xanh nha cả nhà, nó cũng to nè. Thì cả nhà ơi, thì bây giờ mình sẽ bỏ trái dưa này ra, mình giữ cái nắp ở trên để mình lấy cái, mình làm cái nắp để mình đậy vào. Mình sẽ khoét trái dưa ra, khoét hết trái dưa ra nó rỗng bên trong để mình bỏ tôm vào. Còn dưa thì mình bỏ vào hộp có đá để lát nữa mình ăn. Mình bỏ dưa này vào trong cái hộp này, bỏ đá vào, ướp đá lát nữa mình ăn. Tôm đây cả nhà. Bây giờ mình sẽ bỏ vào trái dưa. Mày chui vô nào, mày ra không được. Vô đi. Không biết ok không nhỉ? Cho nó đầy và mình mới đậy được. Đã quá, vừa đủ luôn cả nhà, 8 con tôm nằm trong cái dưa hấu này, nhìn hấp dẫn không? Món này lạ nha, ra biển rồi chơi lạ đó, độc lạ, post 1 UK cả nhà ơi. Nướng mấy cái cánh gà trước ăn đã khỏi đói bụng. Nướng mấy cái cánh gà nhìn nó ngon. Ơi, thì bây giờ mình ăn cánh gà trước cho, bởi vì đói bụng á, ăn cánh gà trước xong mà đầu mới để cái dưa hấu lên nướng tôm á, tôm nướng dưa hấu. Ngon. Mùa hè mấy khi mà được ra biển ngồi barbecue nướng thịt nhà, nghỉ mát nhà cả nhà nhỉ. Bữa nay mình phải đi làm, hôm qua thì trời không được nắng, ngồi đây tí vậy chứ lát về đi làm á, gió mát ngủ. Ok cả nhà ơi, đây nha, trái dưa nha, tôm ở trong này, dưa mình bỏ lên mình nướng. Hấp dẫn chưa? Đây, tăng cho nó khoảng nửa tiếng. Ngày hôm nay
bãi chiến trường của nhà mình đây có hai vợ chồng thôi. Bữa nay ai cũng đi làm hết. Biển thì đây là nước đang lớn. Đây cả nhà ơi, nhìn đã chưa? Bây giờ cái đít nó đang cháy nè, không biết là tôm ở trong nó có chín không nha. Mà biết đợi bao lâu nữa nha cả nhà. Mình không có mở đâu, sợ nó bay hơi ra đó. Đã chưa? Thơm. Chưa nóng rồi, trên nóc. Đã quá nè, thơm lắm cả nhà. Thích chưa? Phải cho nó cháy như vậy đó. Tôm nó mới chín được. Nhà ơi, mình dùng cái giấy bạc á, mình ủ trên cho nó bí hơi á, nó mau chín. Xong rồi nó cũng lâu chín lắm. Cả nhà ơi, bây giờ cái đít nó hơi đen, hơi ấy rồi. Mình không biết nó chín chưa, chắc cũng gần chín rồi đó. Nãy giờ cũng hơn nửa tiếng rồi đó. Chơi kiểu này lần đầu tiên trải nghiệm ai. Khói nó ra đây nè. Hy vọng mình để 10 phút nữa cho nó chín lấy ra. Mấy con ở dưới thì chín, ở trên thì bỏ nhiều không? Em bỏ ra ngồi cho nó lấy ra mà nó bể nước nó chảy xuống nó cháy ra nào. Không bỏ nhiều quá. Ôi lủng rồi, lủng lỗ rồi. Nướng nãy giờ mới chín cái đít rồi cả nhà, còn cái đầu nó bây giờ mình bỏ vô cái kẹp mình nướng lại. Tôm thì to quá. Trên mình lấy cái đồ kẹp mình bỏ công đá thôi rồi. Bỏ sang. Tôm nướng dưa hấu không chín được, bây giờ chở qua nó chỉ chín được cái đít này thôi nè, tại vì tôm bự mới bỏ đầy quá. Bây giờ lấy ra nướng than đi. Anh này về đi làm nó hết giờ rồi. Để con nồi cho nó cháy đi, nó cháy nó cái gặp nó mới chín được đó vậy. Nó cháy đen nó gặp nó mới chín được. Thì thôi đâu. Tôm chín rồi. Mời cả nhà. Nhà mình sẽ lấy một con tôm. Thank you.
có ngửi thấy mùi thơm không? Thơm quá trời thơm luôn. Tan cuộc rồi cả nhà ơi, bây giờ đi về tới giờ đi làm rồi. Biển đẹp không? Có hai anh đang đứng ở nhà. Cả nhà ơi, video của mình cũng khá dài thì tới đây là kết thúc. Mình quay sơ cảnh biển xung quanh trên đường đi về nhà đó. Thì cảm ơn cả nhà đã theo dõi và ủng hộ kênh của mình. Thì chúc cả nhà sức khỏe. Hẹn cả nhà là video kế tiếp nha. Mời cả nhà cùng ngắm biển nè.